Lòng Nguyễn xin uh, mến chào tất cả quý ông bà, quý cô chú trở lại với kênh Nhà đất Lòng Nguyễn ha. Đã bao lâu rồi quý anh chị chưa tìm được một căn nhà ưng ý ạ? À? Một căn nhà để cho chúng ta ở đại gia đình thì uh, diện tích sẽ là bao nhiêu và giá sẽ như thế nào? thì quan trọng á quý anh chị hãy chia sẻ cái nhu cầu của mình cho lộc nguyễn để lộc nguyễn sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem thực tế những căn nhà đúng theo tài chính và đúng theo nhu cầu cũng như là sở thích của mình ha đây là một căn nhà mà đường á là đường sơ hơi chúng ta di chuyển đến nơi nha quý anh chị cái căn nhà này á là cái diện tích là ngang bốn sâu vào là đến 20 mươi mét luôn một cái mẫu nhà mái thái rất là đẹp và sang trọng luôn nha quý anh chị nhà này á thì anh chủ á, xây rất là kỹ lưỡng từng chi tiết luôn cái khu vực này nè cái hành lang sàn của chúng ta nó khá là cao so với phía mặt đường nha đường ở đây á là đường thông tứ hướng nha quý anh chị vừa trái vừa phải gì cũng thông và có xe hơi luôn nha đây cái khoảng không gian uh, cổng của chúng ta rất là kiên cố và đây là một căn nhà nó vừa hoàn thiện xong nha quý anh chị cái khoảng sân này nó khá là rộng đủ để cho quý anh chị để một chiếc xe hơi tầm khoảng uh, bao nhiêu mét à, tầm khoảng bốn uh, bốn chỗ quý anh chị đó Xe hơi bốn chỗ thì khá là hợp lý ha một cái khoảng uh, cửa cổng khá là kiên cố và rất là nặng tay rất là chắc luôn nha quý anh chị đó rồi xung quanh thì đã khùm bao rất là sạch sẽ cũng như tường á ốp gạch khá là cao cho quý anh chị luôn căn nhà này là đúc thật một trăm phần trăm luôn nha quý anh chị cánh cửa chúng ta là cửa sắt hộp bốn cánh nè rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách ạ à. khoảng không gian phòng khách khá là ấm cúng ở đây á nhà chúng ta là dài cho đến 20 mét luôn nha ở phía dưới được ốp gạch bóng kính được với được sơn với cái, uh, bóng kính kiểu mà màu xám đó quý anh chị nên nó rất là sáng ở nhà chúng ta luôn ở đây là một cái bức vách nè khá là cao có những cái dịch cấp để cho chúng ta trưng bày những vật phẩm và lưu niệm ha hai bên tường thì có đèn tiếp hai cho quý anh chị rồi trên trần là cái khoảng không gian uh, dịch cấp và hệ thống đèn led rất là nhiều ha rất là đẹp luôn một cái khu vực tường nè ở đây thì uh, cái khoảng không gian nhà chúng ta nó rất là bằng phẳng nên nó rất là đẹp luôn. Nói chung căn nhà này á, mọi chi tiết và mọi góc ngách đọc thấy rất là sạch sẽ và chỉnh chu. Và đến cái khoảng không gian bếp là siêu siêu rộng luôn quý anh chị. Rất là rộng luôn ha. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 10 ghế cho gia đình mình luôn. Đó. Rồi, bên đây có một cái khoảng không gian trống nè. Không gian trống này á chúng ta trưng bày những vật phẩm và lưu niệm hoặc là làm những cái chợ tủ hoặc là làm một cái nhà kho thì khá là hợp lý khu vực rộng như thế này á, thì chúng ta thao hồ sách ốp những cái phần nội thất ha bên tay trái lòng nè có khoảng kho ống nước vào ống nước ra nó giặt ở đây ha trên trần cũng là trần giật cấp có một cái khu vực à, đường dây điện đi lòng thòng xuống á, thì với khoảng không gian đó chúng ta hay là lắp à, quạt trần hoặc là đèn chùm cho gia đình mình ha quý chị điểm cộng thứ nhất của ngôi nhà này là nó có một cái khoảng sân sau nè đó rất là cao luôn để cho chúng ta lấy gió lấy sáng cũng như là để máy giặt ở khu vực này ha còn cái phòng vệ sinh á, thì nó siêu rộng luôn nha quý anh chị đủ để cho quý anh chị để một cái bồn tắm luôn nhưng mà trong phòng vệ sinh này á, thì tường ốp gạch lên tới trần nè rồi có những thiết bị cơ bản như là la bô bô vòi sen bồn cầu rất là đầy đủ rồi một căn nhà rất là tuyệt vời phải không ạ à? nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng chánh nam nha và ở trên lầu á, nó có đến 3 phòng ngủ mấy mấy phòng không biết luôn á và ở trên lầu nó sẽ có đến 3 phòng ngủ cho quý anh chị ha tiếp theo thì lộc nguyễn uh, mời quý anh chị đi lên lầu 1 để chúng ta tham quan các phòng ngủ trước hết thì quý chị hãy nhắn cho lòng muốn đăng ký cũng như là chia sẻ video này đến cho những người thân bạn bè mình đang có nhu cầu sở hữu nhà đẹp không quý anh chị wow một căn nhà chỉnh chu từng mm phải không quý anh chị và các bậc thang lọc nguyễn bước lên đó, thì nó khá là ngắn để cho người lớn tuổi chúng ta đi các bậc cầu thang này ha một cái căn nhà rất là đẹp luôn và được ốp gạch rất là đầy đủ và rất là chỉnh chu ha cái khoảng không gian này quý anh chị có thể nhìn được ra khu, khu vực bếp nè à, rất là đã ha ở đây hãy tối để lọc nguyễn bật cái uh, tắt tổng này lên nè thì nó sẽ sáng hết nha rồi bây giờ là nguyễn sẽ mở đèn từng khu vực cho quý anh chị tham quan ạ đây là một cái khoảng không gian phòng ngủ nó hướng ra phía ban công nè quý anh chị rất là rộng trên trần á là trần trực cấp ha rất là đẹp ờ à, quá là đẹp luôn quý anh chị ơi có một cái ô cửa sổ cũng như là một cái ô cửa chính nè. rồi đi ra nha đi ra đây là một cái khoảng ban công phải nói rất ư là rộng luôn nè quý anh chị rộng lắm luôn á và nó có hai cái trụ rất là kiên cố nè nhìn rất là chắc chắn và vững chãi luôn ha ở phía trên có một cái hệ thống đèn khá là bắt mắt thì đứng ở vị trí này á quý anh chị nhìn được cái xung quanh khu dân cư của chúng ta ha đây sân trước nhà nè rồi ở phía trên nó có một khu vực để cho chúng ta trồng cây ở trên đó ha. Nhà rất là đông đúc luôn. Này quý anh chị quẹo phải là sẽ đi ra ngã Ba Thân Kim. Ngay thánh thất luôn nha quý anh chị. Máy vòm. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái căn phòng ngủ tiếp theo. Mỗi căn phòng ngủ của chúng ta thì có những cái đường dây cấp đồng hết rồi nha quý anh chị. căn phòng ngủ thứ hai trần điện thấp luôn cái hệ cấp đầu sẵn cho quý anh chị nè mỗi cánh cửa phòng của chúng ta được làm bằng chất liệu là cửa gỗ nha quý anh chị Cái phòng tiếp theo và phòng này nó có một cái ô cửa sổ hướng ra phim bên công đó hướng ra cái vị trí cái đường mà chúng ta sẽ đi ra ngoài uh, quốc lộ một năm mươi rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh siêu rộng này ạ à siêu rộng luôn tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị và những cái thiết bị cơ bản như là bồn cầu lavabo vòi sen ở phía dưới là gạch chống trang trường cho quý anh chị luôn Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống khu vực tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết và sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này với mức giá là bao nhiêu nha một căn nhà quá xuất sắc phải không quý anh chị với diện tích ngang 4 sâu vào á, là 20 m một trệt một lầu có đến 3 phòng ngủ và hai phòng vệ sinh nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng chánh nam pháp lý sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha và một cái vị trí là đường xe hơi di chuyển đến nơi và có một khoảng sân trước cho quý anh chị đầu xe hơi luôn mức giá đủ của nhà này là 2 tỷ 950 triệu một căn nhà sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ như thế này ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến một tỷ rưỡi luôn nha một tỷ rưỡi luôn nha quý anh chị nhanh tay liên hệ cho Lộc Quyển để đi xuống thông quan thực tế ha mến chúc cho quý anh chị thật nhiều sức khỏe thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình những căn nhà đẹp để chúng ta ở và à, căn nhà này chúng ta ở đại gia đình nha quý anh chị xin chào và hẹn gặp lại